Còi chào mọi người nhé. Mọi người Hà Còi đang có mặt ở thị trấn Mường Khương mọi người ạ. Thì bây giờ thì giờ chợ chiều hôm lần thứ hai nữa. Ở chợ Mường Khương này phải là chợ phiên chủ nhật thì mới đông. Ở ngày thường thì vắng vắng thôi, chủ phục vụ dân địa phương thôi. Còn đến ngày chợ phiên thì mới bà con ở các bản mới lên để bán hàng giao lưu giao thương. Đấy, giờ thì Hà vừa đến Mường Khương hai bố con với cả chú Tuấn nữa. Đấy, đến đây thì mới vừa mới đến nơi thôi, háo hức chạy ra chợ xem có cái đồ gì để mua. Mua về để tí về nhà bà Dín, tức là trước Hà có quen bà ấy, để học về cái phở trắng tay. Và tới đây cũng triển khai về chuyên về phở trắng tay để mình đảm bảo vệ sinh ấy, không chất bảo quản, không phụ gia gì đấy, để mọi người ăn an toàn hơn. Giờ thì Hà đang đi chợ để xem kiếm cái gì về để tí mua thức ăn về. Đây đoán là thịt dê này. À không phải đúng không, thịt bê ạ. Đây là thịt gì hả chị? Thịt bê đúng không ạ? Không, em hỏi thật là thịt con gì đấy? Con bê đúng không ạ? Tuấn ơi, thịt này ngon phết này Tuấn này. Cái này có cái xào cần tỏi tây ngon nhỉ? Cái này bán bao nhiêu tiền một cân hả chị? 170 một cân. Thì cho em 100.000 đi. 100.000 cái miếng nào cũng được. Miếng này đi chị. Vâng. Vâng. Thái mỏng ra xào ngon cả da đúng không? Ông chị cho em 100 thôi. Nhiều chị ạ, có nhiều. Em còn mua thêm các thứ nữa. 120 á. Vâng, thế cũng được ạ. Vâng, vâng, em xin. Vâng. Ơi con. Sao con? À, lúc đấy bố nhìn thấy nó mỏng mỏng thì bố tưởng là thịt dê. Nhưng mà khi bố nhìn cái lưỡi này thì không phải rồi. Đấy, 120 ạ. Nghe Tuấn cầm cho Hà với. Đây, cẩn thận đang quay nhá. Cảm ơn nhá, xin nhá. Sách này thì đây là dạ dày ạ. Dạ dày thôi, nhưng còn sách thì... Mọi người chợ chiều thôi, phục vụ dân địa phương thôi mọi người ạ. Nhưng mà thấy là cũng bán rất là nhiều thịt lợn, như là thịt bò nữa. Ê, xin em đi chú ơi. Hôm nay đang mưa rồi, đang xem có cái gì hay hay không thôi. Quan trọng nhất là tí là phải có cái rau xào ấy nhỉ. Mọi người, đây là khu vực chợ gà. Nói chung là ngày thường thì rất là vắng, ngày chợ phiên thì người ta sẽ bán rau hết ở khu vực này luôn. Nhưng ngày thường thì họ chỉ bán những cái thực phẩm ngoài chợ là bán rau, còn trong này thì bán gà, bán các loại thịt. Đấy, Hà đang đi xem gà mọi người ạ. Hà quay chợ Mường Khương này là khá là nhiều rồi đấy. Mọi người nhìn thấy gà đây, nhìn thấy là đã là ngon rồi nhá mọi người nhá. Mọi người đã nhìn thấy những con gà này không? Đấy, nhìn thấy là mình đã thấy là ngon rồi này. Nhìn nó khôn gà, nó khôn con gà. Đấy. Đây. Gà. Ôi, nào đùa chứ, cho một con gà đi. Gà bao nhiêu đây? Gà 150. Gà 150 à? Gà 150. Trống đi, nhờ. Trống đi nhá. Làm con trống... Này nha. Không, từ từ đã chị ơi. Lấy con nhìn nó hay hay tí. Đấy, có con này đi. Có mổ luôn không đây? Có mổ đấy. Mổ luôn. 150 một cân mọi người ạ. Nhưng mà mọi người yên tâm là gà ở đây trên này rất là ngon. Có cả gà đen đấy, nhưng mà thôi, không, à, chọn bừa một con. Gà đen hôm nay không có rồi. Gà đen nay không có à? Ở đây thì chỗ khu... Có bé không? Cân thế thôi. Mổ luôn nhá. Mổ luôn. Ở đây thì bên này người ta bán gà bản này, có một kia là bên kia là gà xuôi này mọi người ạ. Tức gà vùng xuôi chuyển lên đấy. Đó. Đây khu vực mổ gà. Ôi, khu vực mổ gà thì Hà không quay nhá. Nhưng mà ngan vịt ở đây cũng cực ngon đấy mọi người ạ. Đây này, những cái con vịt bầu này, những ngan ngan này, đây cực ngon luôn. Và những gà trống này, siêu to khổng lồ luôn này. To thật. Khu vực này là trong chợ này bán các đồ như gia dụng, như là quần áo rồi giày dép rồi nồi niêu xoong chảo mọi thứ mọi người ạ.
Khu này thì vẫn là bán rau thôi. Rất nhiều loại rau, nhà bà đã có rau rồi nhỉ. Không có cần tây tỏi tây gì nhỉ? Vừa mới hết rồi. Vừa hết à? Thế mới. Ừ. Cô có cần tây tỏi tây không cô? Bà. Có mỗi tỏi rồi. Tỏi tây thôi à? Ở đây có đây ấy, bà. Vàng rồi. Vàng rồi cũng được. Lấy nhiều không? Lấy ít thôi bà, xào thôi. Có làm ít rau sống hay gì không? Vàng thôi, lấy tạm cái gốc cũng thơm đúng không? Cái này chỉ ăn lá, ôi ăn ngọn, ôi ăn cây thôi. Ừ. Cũng được rồi bạn. Thế bà cho con thêm một ít tỏi tây này nữa. Ít thì thôi bạn. Đây nữa bạn. Có ít thôi bà ơi, con 2 cây thôi. 2-3 cây thôi, ít hơn thừa. Được. Bao tiền bà? Bao nhiêu ạ? Vâng ạ, cảm ơn bà. Bây giờ thì Hà ra Hà lấy gà xong là về nhà ông bà, về nhà ông bà để luộc thôi mọi người. Thì có ít măng rồi, có măng này, có thịt bê, cần tây tỏi tây, rau thì nhà bà rất là nhiều luôn, con gà nữa. Thế thôi, ngồi uống rượu mọi người ạ. Có ông con trai được nhờ mọi người ạ, xách được con gà. Nhưng mọi người nhìn gà ngon không? Bó đây, đưa cho bố xem này. Thực sự luôn mọi người, chỉ cần nhìn gà nó biết là gà ngon rồi. Đấy, gà rất là ngon, nó không quá béo đâu mọi người ạ, nó vừa phải như này này. Giờ di chuyển về nhà bà Dín mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy cảnh bắt đầu là buổi chiều ở vùng biên này, bắt đầu cảm thấy buồn buồn thê lương rồi đấy. Mọi người nhìn này, đấy, cảnh buồn lắm. Đấy, xa xa đấy có cả cọn cờ Việt Nam, đây là giáp biên với Trung Quốc rồi mọi người ạ. Cũng là khu vực biên giới rồi. Ít người đi đến Mường Khương lắm, bởi vì Mường Khương nó không có điểm du lịch gì mấy. Nó cũng mát mát tựa như Sapa. Không được bằng Sapa nhưng nó cũng mát mát tựa như vậy thôi. Nhưng mà cơ bản ở đây là mát, khí hậu là mát. Đây thì họ cũng mang đồ xuôi lên cũng nhiều đấy. Đấy, tối nay là cơ bản là cũng sẽ khả năng là cũng sẽ say say đấy. Toàn tí uống bia uống rượu. Lên đây phải thử tí rượu Mường Khương nữa chứ nhỉ. Rượu Mường Khương đi. Mọi người thịt lợn ở đây có lợn bản, lợn rất to luôn. Nhìn lợn này, nhìn xương là biết là lợn rất to. Đấy, bà thì đang bán rau ở ngoài kia. Hà cũng quen bà được 2-3 năm rồi mọi người ạ. Từ cái tập mà Hà đi chợ Mường Khương đấy, gặp người tu dí đấy, tu dí ba dí đấy. Bắt đầu là đến tí nữa là chợ vắng teo mà. Ở đây họ ăn cũng khá là sớm. Bà đang bán rau ngoài kia mọi người ạ, bà là người Nùng. Bà là người Nùng. Ở đây thì có rất nhiều các dân tộc đồng bào khác nhau, nhiều lắm. Bà sẽ sắp hết hàng chưa bà? Còn là bà không, gà luộc thôi bà, gà luộc thôi, nói chung là mùa này ăn luộc thôi bà. Tối nay nhà mình có rau gì bà? Rau cải. Có ớt không bà? Có, con thích ăn ớt rồi đấy. Đây là ớt Mường Khương các mọi người ạ. Ớt của nhà chồng ấy. Ớt của nhà chồng đấy. Ừ, bà chồng bà thì bán cho mình con thôi. Ớt Mường Khương nó có quả vàng quả đỏ mọi người. Rau nhìn ngon lắm mọi người, rau cải này. Nhưng mà khí hậu trên này bây giờ rau cải mình mới vẫn ăn vẫn còn và ngon. Chứ ở xuôi là rau này bây giờ không trồng được nữa rồi, nắng lắm. Rau tươi nhỉ? Trên này là mới có thôi. Bà còn nhiều hàng không bà? Bà còn ít này nữa. Ai con mua nốt cho bà về nhé. Ờ, bán hết cho con luôn đi. Mang về nhà ăn thôi. Bà bảo là phải bán hết hàng bà mới về, bà thôi, bà bán cho hết cho con đi. Về uống, vừa về uống rượu. Chắc cháu này phải làm nhiều một tí nhá, bà cũng nghe kể đấy. Vâng. Bà là người gì bà? Người gì ạ?
cũng người Nùng ạ. Kiểu con cuốn khăn là người Nùng đúng không bà? À. Hôm trước là con với bà gặp người Tu Dí nhỉ? Tu Dí với Ba Dí nhỉ bà nhỉ? Ba Dí cái gì? Y bố. Bố Y à? Bố Y, vâng. Vâng. Cái mũ như kiểu là hình ngôi nhà ấy nhỉ bà nhỉ? Ngôi nhà là Ba Dí. Vâng, là Ba Dí. Ba Dí nhưng mà bây giờ họ đi chợ. Em Tuyết nào, chơi làm quen em Tuyết đi. Ừ, làm quen nào. Hà đang về nhà bà mọi người ạ. Đi bộ thôi. Đường hơi dốc dốc một tí. Nhưng mà được cái đổi bê tông hết rồi. Bây giờ thì điều kiện bà con ở trên này cũng khá rồi. Wi-Fi thứ là căng đét luôn. Mạng cũng căng luôn. Đây, bây giờ về đến nhà bà rồi mọi người ạ. Thì mọi người đã nhìn thấy củi xếp rất là nhiều rồi. Trên này họ nấu làm bánh phở bằng bếp củi. Đấy, bây giờ vào trong nhà đây. Anh Dương à, sắp xong chưa anh? Chưa. Tráng đến khoảng mấy giờ thì xong rồi anh Dương? 8-9 giờ tối ạ. Ôi, vất vả chưa? Không là sáng mai 4 giờ sáng là phải dậy thái bánh. Trời ơi, mà nóng chứ. Nóng kinh khủng luôn. Đây bánh phở này mọi người, là bánh phở ở đây nó có đặc điểm là màu nó hồng hồng mọi người nhé. Gạo nương. Đó. Đây là cái nồi tráng bánh phở của nhà anh chị đây. Quay hơi tối tí mọi người thông cảm nhé. Vì là sự là nó sẽ tối đấy. Tất cả bằng nguyên liệu tự nhiên hết, không có chất phụ gia gì đâu mọi người ạ. Nên là đây toàn bộ là quy trình làm thịt từ gạo nương thôi. Đây là cái nồi nhà anh giống cái nồi như kiểu bên Trung Quốc ấy nhỉ. Bây giờ đi anh em mình nấu nướng thôi nhỉ Tuấn nhỉ? Anh em nấu nướng thôi. Đi ra kia rửa gà với rửa thịt thôi. Đây đây, chỗ chị đây. Chỗ chị tí nữa rửa. Đây anh Dương đã được thêm một mẻ này. Bao nhiêu phút thì được một mẻ này anh Dương? 3-4 phút. 3-4 phút rồi. Đấy. Đấy. Bà đào được măng hả chị? Có mà. Đó. Đấy, nó nóng này để nguội cho mình mới cho ra đúng không anh? Dễ nhại mồ hôi nhỉ. Hôm lần trước uống anh Dương say đấy anh Dương. Hôm mới say đấy. Rượu nhà anh cũng chắc phết đấy. Thế là cứ vừa uống rượu vừa làm cũng vẫn được hả anh Dương nhỉ? Được không anh? Được mà. Được à? Vừa uống rượu vừa làm. Lần trước bảo hai vợ anh chị vừa uống rượu vừa tráng phở chắc còn được ấy. Vừa uống rượu vừa tráng phở. Sợ vào cái bánh to bánh bé chứ. Uống một chén ra thêm một cái phở nó lại ra mồ hôi hết. Vâng. Thế thì uống được nhiều lắm nhờ anh nhờ. Tuấn làm rau à? Thế thôi mình đấy, tất mọi người thông cảm nhé, Hà quay phim nên là cũng tranh thủ quay tí. Tuấn đang làm rau này. Đấy, còn gà tí rửa lại qua tí là luộc thôi. Rồi còn thịt kia cũng thái. Rồi đơn giản thôi nhỉ. Đấy, tìm mãi mực nhà bán cần tây nhưng mà tỏi tây nhưng mà hơi uống một tí. Không sao. Bởi vì thực ra nó vẫn thơm mà. Mình ngửi nó vẫn thơm mà. Đấy, có là tốt lắm rồi. Đấy, thơm mà. Giờ thì tí nữa Tuấn bỏ thử bỏ con gà ra mà nhìn gà mới ngon này. À mọi người, cái đặc điểm bây giờ nhá, mùa này là mùa mà đang châu bò đang giá hơi thấp nên là có những con bê rất là nhỏ nhỏ người ta đã thịt rồi ấy. Thịt rồi ấy, thành thử ra mua được những con bê mà ra cái ba chỉ nó mỏng thế kia đâu này, ăn nó rất là mềm. Đấy, mềm. Ngon. À nốt rồi. Con mèo kêu ghê quá. Anh em dừng ngần nấu ăn được đúng không? Nấu được hết.
Anh Dương có rượu cho anh Dương ơi. Có rượu chưa anh? Lúc nào có rượu luôn. Tí ngồi đây uống rượu luôn. Uống rượu toát mồ hôi này nó mới nhanh uống được lâu, uống được nhiều anh nhỉ. Đây là thịt bê. Bạn Tuấn cho xem này, cái phần thịt nó mỏng. Thế mọi người, nó rất là mỏng thôi mọi người. Bình thường nếu thịt bò thì nó dày lắm. Nhưng thịt này nó cũng khá là mỏng. Mỏng như thịt dê nhỉ? Ừ, nhìn tưởng thịt dê. Cái này mình cứ rửa qua bạn ạ. Rửa qua một tí mình thái mỏng mỏng ra tí mình xào. Con gà ngon nhá. Các bạn chặt quá mọi người, không xoay sở được. Mọi người xem con gà. Nó nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà ngon đấy. Gà này như kiểu gà lai đen đấy nhỉ. Nó cũng có đen đen một tí. Luôn tay luôn chân anh nhỉ. Đừng nghỉ. Trong này ánh sáng nó hơi kém tí mọi người thông cảm nhé. Thế bạn Tuấn sơ chế gà và thịt bê. Thì mọi người nhìn gà này chất lượng không? Giờ cho vào luộc luôn mọi người ạ. Đấy, ông chỉ xào thịt bê nữa là xong. Với cả luộc măng. Thịt bê à? Đây. Kiếm cái gì đựng. Đấy. Cho thái thịt bê xào mọi người ạ. Có cái luộc măng dần đi Tuấn ạ. Măng với gà luộc luôn. Thịt bê mình xào cái là xong rồi. Luộc măng mọi người ạ. Luộc măng thì bây giờ mình sẽ luộc măng. Thì mình vắt bỏ cái nước này đi. Sau đó thì sẽ để ráo nước xong mình sẽ luộc lại bằng nước luộc gà để mình làm nước măng luôn. Thì ngon. Đây thì mọi người hết sức thông cảm nhé vì không gian nó hơi chật chật một tí. Đây thì hơi ngược sáng mọi người nhỉ. Gà với cả măng mình luộc trước. Sau đó là mình chỉ cần xào một chút, xào thịt bê nữa là xong. Có cho gừng không? Đây có nhánh gừng. Thái thịt bò này tí nữa xong gà với măng là mình xào qua cái là ngồi nhậu được luôn. Nhậu được luôn chưa anh Dương? Nhậu luôn nhá. Áo ước nhất là ngồi nhậu rồi mà. Đấy, mục đích của Hà lên đây là cũng học cái phở trắng tay mọi người ạ. Đấy, về để bán ở nhà hàng Cơn Dê để cái nguồn bánh phở mình tự làm luôn. Đây là thịt bò đúng không? Vâng ạ. Nó chạy vào. Cái thịt ba chỉ là thái nó chạy. Đấy, nhưng mà thái được hết. Nói chung là số 3 ấy, nhiều. Cái này cái thái dày mình tính nhai nó càng đỡ phải gặp nhiều. Đúng không Tuấn? Không ai đưa đi viện được. Da nó giòn. Non mà. Em bấm thử rồi. Bấm da thử. Thế ạ. Biết luôn, nhìn bò là biết là của nhà mình luôn hay là cả cái chợ đấy là mình biết rồi. Bạn Tuấn thì đang nấu ăn ở trong kia. Vừa thái thịt bê giúp Tuấn tí hơi luôn tay. Đấy mọi người, toàn cảnh thị trấn Mường Khương ấy cũng khá là bé thôi, không lớn lắm đâu. Đấy, xung quanh buổi chiều thì hoàng hôn đấy mọi người này. Thì đặc trưng ở vùng núi thì khi mà mặt trời bị núi che thì có chỗ này râm chỗ kia nắng ấy. Đấy, buổi chiều đây thì nhìn hơi buồn mọi người, mát mát buồn. Trẻ con đã chơi với nhau rồi. Cái này luộc nhanh nhỉ, gà nó sôi này. Ui, nhìn gà thích chưa? Tỏi à? Cái này mình phơi khoảng bao lâu thì được hả anh? Vâng, nguội.
Anh Tuấn đang xào thịt bò mọi người ạ. Các bạn là xong rồi đấy. Măng thì cũng đã luộc, cứ bây giờ là luộc cái sôi cái là xong. Đấy, thịt bò thì cũng xào rồi. Còn gà thì luộc nó đang để kia rồi. Là cơm cũng chín rồi. Các tí bà băng rau về thì luộc thêm ít rau nữa là xong. Lúc đầu anh em mình chạm gió là đây là thịt bê, nhưng mà khi xào nó phát hiện là đây là con bò giả. Đúng không? Bởi vì mình nhìn nó mỏng thế mà cái da nó cũng bấm được luôn. Nhưng mà khi nếm cái da thì biết là cái con này cũng nhiều tuổi rồi. Mắt thường chứng tỏ mắt thường nó là một chuyện, đúng không? Vẫn phải là nếm nhỉ. Nhưng mà thịt này thì cũng chỉ cần tái tái thôi. Ok, ngọt ngay. Bây giờ đã lên mâm mọi người ạ. Thì nhà anh chị làm bánh ở bên này, còn ở thì ở bên này. Thì mọi người cũng thông cảm là điều kiện thì cũng chưa có lắm, nên là cũng nói chung là cũng rất là chịu khó mọi người ạ. Đấy, thì bây giờ thì cả nhà ngồi ăn cơm. Cơm này trông thế lại lắm món nhỉ. gà này đây còn có cả vịt quay nữa, có cả lòng nữa mọi người ạ. Có cả lòng nữa, có thịt bò này, nộm tai này, và thịt vịt quay nữa. Ánh sáng hơi tối mọi người thông cảm nhé. Ngồi đây nó hơi ngược sáng nhỉ, mọi người thông cảm nhé. Thì bây giờ thì bữa tối nay thì cũng tương đối nhiều món đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rau nữa 7 đi. Anh ơi, thôi anh em mình uống dần đi nhỉ. Chúc sức khỏe anh nhé. Tuấn nhá. Tuấn thử cái rượu này. Con mời bà đi cho con. Bà ơi, bà ngồi ăn đi bà. Đấy, con ngồi bên bà. Chị vẫn còn đang mải trắng bánh mọi người ạ. Thiếu chị nữa. Con xin phép mời bà nhé. Bà nhá. Vâng. Xin phép mời mọi người nhé. Trắng lắm. Rượu trắng lắm. Con xin bác chưa con? Đây, đúa đây. Xin bác nhá. Bà ơi, con mời bà nhá. Em mời anh nhá. Ăn măng à? Con biết ăn đúa ăn kiểu. Măng thế nào? Biết ăn đúa nhỉ? Giòn. Măng tươi. Mời mọi người nhá. Nó ngọt đấy. Đấy. Đấy, con ơi, con phải lấy bát đũa cho bà nữa chứ con. Con ơi, lấy bát cho bà đi con. Bon. Mời con, mời bà đưa hai tay con. Vâng, con ăn nhá. Cho ăn đi. Bà ơi, bà dùng đi bà. Được cái thịt gà trên. Thịt gà hôm nay luộc lên nó thơm nhỉ Tuấn nhỉ, đúng không? Mùi thuốc bắc á? Hay gà thuốc à? Anh dùng đi anh. Dùng đi. Tuấn rót rượu cho anh nhỉ. Mình xin phép mọi người là Hà mà cầm máy quay ấy, hơi bất tiện ở cái chuyện như vậy. Ôi, xin phép mọi người nhé, thử những lòng đi. Ớt trên này thì ăn ớt kinh khủng luôn. Đúng là của nhà trồng được, đúng không anh? Đi ớt về cho bà một thùng nhá. Bà, vâng ạ, bà bán cho con nhá. Con thích ớt lắm. Ớt của anh Bo ăn cơm sửa cho. Mọi người ớt trên bằng cơm này ngon lắm. Ăn cơm chưa? Đấy. Em Tuyết người nhá, nộm tai này. Chua chua mát mát. Để bà phải ăn cơm
Bà ơi, bà... mai bà làm xôi nhá. Mai bà làm xôi đỏ nhá. Bà ơi, bà ăn miếng thịt vịt đi bà nhé. Bà ăn miếng thịt vịt nhá. Mai ở đây ăn bà làm xôi đỏ nhá. Mai bà làm xôi đỏ rồi con ăn nhá. Sang đây anh Nghiệp ơi. Nghiệp ơi, sang đây anh nhỉ. Ôi. Vâng, mời anh nhỉ. Đi con ngồi bà. Đây. Chào chú chưa? Chào chú. Xin chưa? Xin chưa? Xin cô. Đấy. Gặp luôn. Mời các bác ạ. Chứ. Ăn ngon thế nhỉ? Đấy, anh Bon nhìn em ăn không? Đấy, em vẹt tí em đã ăn thế nhỉ? Đấy là cu lớn cô, cô nhà em đây, anh Nghiệp ơi. Anh Nghiệp làm bác sĩ nhỉ? Làm đa khoa bên... Đa khoa, vâng. Anh mời anh nhá, anh nhá. Anh nhá. Sáng lần 2 em bước đồ xuất từ Hà Nội lên. Vâng. Lên cái này lên thẳng nhà bà luôn. Không tạt té chỗ nào cả. Măng ngon mọi người. Măng ngon. Ba, ok. Toát mồ hôi. Ở trên này có ăn thích canh bò không hả anh Hiệp? Thích canh châu bò ấy. Trên này ít lắm đó. Mấy anh em biết ăn thì cứ châu bò là hết. Ừ. Anh Dương là đợt này như em thấy gầy đi ấy. Đúng không? Có cái gầy đúng không bà? Gầy gầy ấy. Đây thử miếng thịt bò nào. Mời mọi người nhé. Anh Dương ấy dùng đi anh Dương ơi. Đấy anh chẳng dùng gì mà em gì review ẩm thực. Thịt bò rất là ngọt nhá. Tuấn thử thịt vịt trên này nè, Tuấn. Nhàm miếng. Xem trình độ quay vịt ở trên này nè. Nhìn cũng đã thấy ngon ngon rồi đấy. Vịt ở trên này quay, vịt quay có đắt không anh Dương? Không đắt đâu mà. Bán 180. 180 một con ạ. À? Được bạn. Con mèo á. Nước chấm. Chấm nữa. Nước chấm của họ đây đúng không? Cũng chuẩn đấy nhỉ? Khoanh chân vào đi. Đâu? Đâu mà? Gà đấy mọi người này. Khoanh chân cơ mà. Hơi đen đen một tí. Anh dùng đi anh ơi. Anh ra ăn cái miếng này đi. Anh miếng này đi. Gà trên mình được cái là gà ngon. Nhờ? Gà này biết mua thì rất ngon luôn. Vâng, đây con đang quay đây bà. Bà dùng đi bà nhá. Vâng. Vâng. Dạ. Thì nó cầm nhá. Vâng, đây con đang quay đây bà. Vâng. Đấy, anh chấm chẩm chéo nhà em bán đây. Ở lọ chẩm có mang lên đây không? À thôi không cần nữa. Mọi người Hà Còi đây là chẩm chéo của Hà Còi, nhà Hà Còi làm này. Anh thấy chẩm em làm thế nào? Ngon mà. Gà bằng không chấm chẩm chéo của Hà Còi là nghe nó nào? Anh Nghiệp thử ăn nè, chẩm chéo như em làm nè. Ngon. Thơm. Đấy. Gà dai và chấm với vị này là chuẩn nó luôn đấy. Chuẩn. Đấy mình khen thì lại bảo là mình khen sản phẩm mình đúng không? Mọi người thông cảm nhé. Cái này công thức cũng khá là cầu kỳ đấy. Cầu kỳ. Cầu kỳ đấy mọi người. Trên mình mắc kén chắc cũng nhiều nhỉ anh nhỉ? Không có. Ở bên bàn có. À vâng. Anh Hiệp có hay phải trực đêm không? Anh có mà. Còn anh trực bình thường thì anh trực 3 năm thì anh nghỉ cuối tuần, còn là bình thường nếu mà thì anh lại 24 6 giờ liền. Vâng. Trên kia có anh có 2 người điều trị phiên. Vâng. Đây mọi người, đây là toàn anh em là tình cờ quen nhau hết nhá. Bà nhỉ, toàn là tình cờ hết.
chị ơi, chị ăn cơm chị ơi. Chị sắp được dùng tay nhá, gà này. Mời bà nhá, mời mọi người nhá. Chấm chấm chéo này. Gì? Gà ngon lắm. Chuẩn lắm, gà ngon. Em mà nhập được cái gà này mà về em bán phở thì chết với em luôn. Gà bên này ngon. Hiếm một ít. Vâng, nó không nhiều anh nhỉ. Nó không. Vâng. Đó là gà nó hơi đắt một tí mọi người ạ. Ờ, bình thường gà xuôi mình chỉ có trăm, tầm trăm, 100 đến 101 thôi cả lông. Nhưng gà trên này, gà trên này thì phải 150. Mà còn vận chuyển nữa thì nếu mà để mà nhập vào về mà bán ấy thì rất là cao mọi người ạ. Ngon không? Ở trên Cao Sơn Anh bây giờ gà này nó tầm 150 nhưng mà nó bán 160 một cân. 160 một cân. Mà không có mà bán đâu nhỉ. Nó đen xì đen luôn. Ừ. Ông nó gà đen. Vâng. Đen nguyên liêu. Cả màu tức cả gà luôn. Đây nhá, như cái miếng xương này nó chả đen à? Đúng không? Đấy. Nó đen đấy chứ. Mẹ ăn cơm chưa? Con này là lai thôi. Vâng. Vâng ạ, chị ăn cơm đi chị ạ. Nhìn những cái xương nó cũng đen đen nhá. Gà ngon. Ai thịt bò. Bò ngon. Bà là có mấy người con bà? Có ba con. Ở đây bác, đây là bác cả này. Vâng, bác cả. À vâng. Anh Dương là út ạ. Anh em mình em xin mời anh, xin biết anh tên là gì anh? Anh Khánh á, vâng ạ. Mời anh Khánh nhé. Vấn đề. Anh Đưa Hiệp, anh công tác đâu? Công tác đang ăn cơm. Cảm ơn anh Khánh nhé. Vâng. 25 cây hả anh? 25 cây mà đi trời tối đông ghê ghê đấy anh nhỉ? Bây giờ đường nó đang phá bây giờ nó đang được cấp. Cấp rồi, vâng. Từ vâng. Okay. À, hôm nay kết nhất là món măng gà ngon. Úi trời. Đúng trời. Không? Vâng. Em lấy gì đấy? Vâng. Vâng. Anh mề anh. Anh làm cái đùi đi. Chấm với chấm chéo nữa, rồi ha nữa, ngon. Anh quen tình cờ mà, cuối cùng là như gia đình ấy nhỉ bà nhỉ. Mình ăn, ăn thử phẩm hóc mật này nhé. Thơm. Con ở đây bao giờ học ra trường thì thôi, đi học làm phở mà bà. Bao giờ bà bảo là con được tốt nghiệp thì con về. Không, con ở đây với bà một năm luôn. Được không bà? Con đi làm nương với bà. Sức khỏe có mà. À, gán thằng này ở đây. Được không bà? Mai đi bẻ ngô nhá con nhá. Mai đi bẻ ngô nhá. Tôi chưa biết bẻ ngô là cái gì luôn. Lê trên đường lấy ngô về. Có chặt cùi không? Đúng là ngố. Trên ngố lắm mọi người ạ. Để mời mọi người miếng lòng nhá. Mời mọi lòng ạ. Chấm với nước mắm. Ớt trên này nó cay lắm mọi người ạ. Cay lắm. Bon chen ạ. Qua uống rượu say quá mọi người ạ. Thế là chưa kịp chào mọi người. Sáng nay dậy vẫn còn bay bay. Hà Còi bây giờ đi đánh răng rửa mặt. Ôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Hà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.